Chào mọi người, ngày hôm nay thì em sẽ có một clip quay top 4 TV kích cỡ màn hình 65 inch độ phân giải 4K, dòng TV thông minh có giá thành xấp xỉ khoảng 20 triệu quay đầu, bán rất là chạy trong lửa cuối của năm 2021. Đại diện của 4 hãng TCL này, Panasonic này, Samsung, LG. Đấy, quay đầu khoảng xấp xỉ 20 triệu các bác nhé. Tức là nó chỉ xem 20 triệu hoặc là rẻ hơn 20 triệu thôi, chứ không có chuyện là đắt hơn quá nhiều. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip em quay review so sánh cập nhật giá thành các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Mẫu TV đầu tiên mà em quay thì có giá thành dưới 20 triệu. Con này trừ hết quà đi chỉ còn khoảng 17.320.000 mà thôi. 17.300.000 cho một chiếc TV kích cỡ màn hình 65 inch. Đây là 65 này, còn cạnh nó là 75 inch. Do em đang cầm điện thoại, em quay rất là gần nên cảm giác là cái màn hình nó hơi thu nhỏ chút xíu. Tuy nhiên thì với các bác mà có cái diện tích của phòng khách hoặc cái khu vực mà các bác muốn đặt TV, từ vị trí ngồi tới TV từ 2,5m trở lên là các bác đã có thể mua được 65 inch rồi. 17.320.000 cho một chiếc TV của hãng TCL. Đây là một trong những chiếc TV có cái thiết kế, tính năng, cấu hình cũng như giá thành tốt nhất trên thị trường mà các bác nên mua nếu mà các bác đang muốn tìm một chiếc TV 65 inch thông minh. 65P725-17320 có thời gian bảo hành tới 3 năm. Đây là một trong những chiếc TV mà bên em bán rất là chạy cuối 6 tháng cuối năm 2021. Thiết kế viền kim loại tràn viền ba cạnh. Ngoài ra thì nó có các công nghệ chuẩn xử lý chuẩn hình ảnh như Dolby Vision và cho cái công nghệ chuẩn âm thanh Dolby Atmos để mọi người có thể nghe âm thanh nó sống động và chân thực, hoành tráng hơn rất là nhiều so với các dòng TV mà không có cái công nghệ này. 65P725 thì có điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói và hơn hết nó chạy hệ điều hành Android. Cái hệ điều hành Android trên thằng 65P725 ấy thì các bác có thể tải được vô vàn các ứng dụng từ giải trí, học tập, phục vụ công việc hay là đơn thuần là những cái ứng dụng liên quan tới cái cuộc sống hàng ngày của mọi người. Con này thì có thiết kế chân đế kim loại màu ghi bạc chống hai đầu theo kiểu chữ V. Và hơn hết là nó có cái chất lượng hình ảnh, độ phân giải tới 4K. Các bác xem truyền hình HD, các kênh VTV HD hay là các bác xem YouTube với những cái video có chất lượng ổn định, chất lượng cao thì xem rất là lét. Duy chỉ có điểm yếu là con này nó có cái thương hiệu là TCL. Thì nói qua về TCL thì đây là cái thương hiệu sản xuất tại Việt Nam. Và cái vấn đề là thương hiệu thì cũng khá là nhiều bác lăn tăn. Tuy nhiên thì với các bác đã xem nhiều kênh của em thì đây sẽ là một chiếc TV có chất lượng và cái dịch vụ bán hàng sau khi mà các bác mua về rất là tốt, bảo hành 35 và tại Ecomart lỗi 1-1 trong vòng 30 ngày. Đấy, tiếp theo sẽ là một chiếc TV của hãng Panasonic mà em muốn các bác xem và tham khảo. Sau 65P725 thì TCL còn một mã nữa. Đó chính là 65Q726. Đây là model của năm 2021 mới nhất, có cái công nghệ màn hình chống lượng tử cao cấp hơn so với cả cái màn LED trên thằng P725. 2021 thì đây là cái mã hàng khá là phù hợp với những cái bác mà có nhu cầu cao và cái chất lượng hình ảnh cũng như là các bác muốn có một cái màn hình có độ tương phản cao. Hình ảnh ở trên 65P725 và Q726 thì sẽ có khác biệt rất là nhiều. Bởi vì đối với màn hình chống lượng tử thì độ tương phản nó sẽ giúp cho cái độ sâu của màu đen cũng như là cái độ rực rỡ của các sắc màu thể hiện trên màn của Q726 nó sẽ tốt hơn so với cả P725. Dòng P725 thì cũng chạy Android, Q726 cũng tương tự như vậy, nó sẽ khác biệt về cái màn hình chống lượng tử này. Cái con P725 thì cũng sẽ không có cái tùy chỉnh cái vị trí lắp đặt chân đế, tức là con này thì sẽ có hai cái điểm đặt chân đế, một là gần trung tâm chính giữa bên dưới của logo TCL, hai là các bác có thể di chuyển chân đế ra ngoài sát với cả góc bên sườn của con Q726. Cái việc tùy chọn chân đế này nó sẽ phụ thuộc vào cái bề mặt kệ của gia đình. Nếu mà gia đình các bác không có kệ dài thì các bác có thể di chuyển cái chân đế vào phía trong để có thể để cái bề mặt kệ ngắn hơn. 2021 này thì cái mã hàng này đang có giá thành bán là 19.900.000 cho một chiếc TV có thời gian bảo hành 3 năm và dịch vụ sau bán của nó thì nó sẽ vượt trội hơn, là có cái thời gian lỗi
đổi mới trong một năm nếu mà gặp lỗi của nhà sản xuất đấy ạ. Thì các bác có thể tham khảo thêm cái mã 65Q726 này. Mẫu thứ hai mà em muốn mọi người xem và tham khảo đó là con 65ZX750B. Khác với cả con TCL, cái phần đầu thì Panasonic là thương hiệu của Nhật và được sản xuất, con TV này được sản xuất với dây chuyền công nghệ và nhà máy tại Indonesia. 65ZX750B thì cũng sẽ là một chiếc TV có cái thiết kế cũng như tính năng khá là tốt, và cái thương hiệu của Panasonic thì em cũng đã quay rất là nhiều trong năm 2019 và 2020 rồi. Thời gian đầu, 6 tháng đầu năm của 2021 thì TV Panasonic giá thành không có tốt, nên là thời điểm đó thì con này khoảng tầm 29 cho tới 30 triệu. Tuy nhiên thì thời điểm này đang giảm rất là sâu và còn khoảng 21.340.000 thôi. 21.340 so với cả 17.320 thì nó đang chênh nhau khoảng 4 triệu. Đấy, 4 triệu, nhưng mà cái thương hiệu của Bla cũng như là dòng TV này thì nó sẽ có một số các đặc điểm như sau. Thiết kế tràn viền, viền kim loại cũng tương tự như 65P725 của TCL. Nhưng thiết kế của con này thì nó có màu đen. Chân đế thì cũng cao hơn so với cả chân đế của thằng 65P725 ở phần 1. Chân đế chữ V kim loại đúc này, viền tất cả là viền đen hết và cũng là tràn viền, viền rất là mỏng. 65ZX750V giá thành 21.340.000 thì có điều khiển thông minh. Con này thì nó so với cả cái công nghệ trên thằng TCL thì thằng P725 cũng chạy Android và ZX750 cũng chạy Android. Cái hệ điều hành Android này thì các bác có thể tải được ứng dụng trong kho ứng dụng của Google. Ngoài ra thì có thể tải thêm rất là nhiều các ứng dụng khác từ bên ngoài bằng các cái tìm cách các cái file cài đặt ở trong USB, hoặc các bác tải thêm các cái file dạng đuôi APK đấy ạ. ZX750V tích hợp cả công nghệ tìm kiếm giọng nói mà không cần cầm điều khiển với cái cụm micro tích hợp nằm ở bên dưới logo của Panasonic. Các bác ra lệnh cho TV OK Google. Đấy. Ngay lập tức là các bác có thể thấy này, nó nhận câu lệnh ngay, nhưng cái này phải đăng nhập cái tài khoản Gmail vào. Do là TV mới về và em chưa đăng nhập Gmail nên sẽ không thể thao tác được. Thì cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay trên thằng P725 thì cũng tương tự như ZX750. ZX750V thì có thời gian bảo hành 25, điều khiển bảo hành 25. Và hơn hết là đây là thương hiệu của Nhật Bản, một trong những thương hiệu đình đám về các mảng điện tử, điện lạnh hay là gia dụng. Thế thì các bác có thể so sánh và lựa chọn tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn lựa chọn một chiếc TV ưng ý 65ZX750V với giá thành 21.340.000. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác dòng TV của hãng LG 65 inch cũng sấp xỉ khoảng 20 triệu. Ở vị trí số 3 em muốn quay để mọi người xem là 65UP7720PTC. 65UP7720PTC thì so với cả phần đầu, phần 2 thì cũng có độ phân giải 4K và giá thành thì nó sẽ xem như con Panasonic. Tuy nhiên thì thằng này có giá thành nó sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu 300 so với cả thằng Panasonic, trừ hết quà về còn khoảng 20 triệu 3 với mã hàng 65UP7720. Đây là model của năm 2021 và có độ phân giải 4K. Thằng này là dòng Smart TV. Tức là các bác có thể bắt wifi, mạng không dây, có bluetooth kết hợp lối với các thiết bị bên ngoài như trình chiếu màn hình từ điện thoại hoặc từ laptop lên mà không cần cắm dây. Thì cái tính năng đó thì chỉ trên TV LG mới có thể tích hợp. Còn đối với của Panasonic hay là TCL thì các bác sẽ phải tải thêm ứng dụng thứ ba. Đó là cái khác biệt đầu tiên mà em muốn so sánh cái con LG này so với cả thằng TCL và Panasonic. Tức là các bác có một chiếc laptop hoặc có một chiếc smartphone, các bác ngồi ở chiếc TV thì các bác chỉ cần kết nối cùng mạng wifi và sử dụng cái tính năng trình chiếu kết nối màn hình là ngay lập tức tất cả mọi hoạt động từ trên màn hình điện thoại lên TV là LG có thể làm được. Còn đối với hai con TV chạy hiệu ảnh Android kia thì phải tải thêm ứng dụng, tức là các bác phải biết tải thêm ứng dụng. Còn đối với trên thằng LG này thì không cần phải tải thêm ứng dụng, đã có thể làm được rồi. 20.300.000 với mã hàng 65UP7720 thì cũng sở hữu thiết kế viền khá là mỏng, viền mỏng ba cạnh. Tuy nhiên thì khác với cả hai thằng đầu thì con này là viền nhựa, nó là viền nhựa thôi chứ không phải là viền kim loại như trên TCL hay là Panasonic. Độ phân giải 4K tương xứng, màu sắc, độ sắc nét cũng như là độ tươi sáng của các gam màu thể hiện trên UP7720 thì cũng khá là tốt. Một trong những chiếc TV được bán rất là nhiều trong phân khúc khoảng 20 triệu của LG trong năm 2021. Con này chạy hiệu ảnh iOS 6, có điều khiển Magic Remote mới
Web OS 6 thì nó show toàn bộ ứng dụng ra ngoài màn hình, chứ không phải tìm kiếm mất thời gian như trên hệ điều hành Android. Về cơ bản ấy, thì sử dụng trên 65UB7720 của LG 2021 ấy, thì cái Magic Remote thì nó dùng rất là thích. Các bác kết nối điều khiển, sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái con trỏ giống như trên màn hình laptop. Đấy, di chuyển con trỏ, lắc cái điều khiển, đưa cái điều khiển, lia cái điều khiển đến đâu thì các bác có thể dùng cái con trỏ đó lựa chọn cái ứng dụng. Trên cái hệ điều hành Web OS 6 nó show toàn bộ cái ứng dụng ra ngoài màn hình, rất là dễ dùng. Anh chị, với hệ điều hành Android thì khá là kén người dùng, bởi vì với các bác mà có tuổi rồi thì sử dụng TV của LG hoặc là của Samsung thì dùng rất là dễ. Con này có thời gian bảo hành 2 năm, xuất xứ Indo và một trong những mẫu TV xấp xỉ giá thành 20 triệu mà các bác nên xem và tham khảo để mua cho gia đình. Đấy, thiết kế cũng trên đế nhựa chống hai đầu và viền của màn hình là viền khá là mỏng. Tiếp theo em sẽ giới thiệu một mẫu TV thứ 3 của hãng Samsung, TV thứ 4 của hãng Samsung, có cái ký hiệu khá là quen thuộc AU8000 của 2021. Mẫu tiếp theo mà em quay để mọi người xem có cái ký hiệu là 65AU8000. Con này trừ hết quà đi về còn khoảng 21.150.000, 21.150, tức là nó xem so với cả ZX750V, đắt hơn UP7720 1 triệu và đắt hơn 65P725 tới khoảng 4 triệu. Đấy, thì sẽ có những đặc điểm gì? AU8000, một trong những mẫu TV thay thế cho cái dòng TU8005 của năm 2020. Thằng này thì có thiết kế viền rất là mỏng. Do con này nó đang ở vị trí khá là cao nên em sẽ di chuyển một con ở thấp hơn để mọi người dễ hình dung. Dễ hình dung về thiết kế bên ngoài này. Thằng này thằng 50, còn phía trên kệ kia là 65 inch, thì nó giống hệt nhau, chỉ khác nhau về kích cỡ màn hình thôi. Thì viền của thằng AU8000 nó với phong cách thiết kế S-Slim mỏng nhất trong top 4 TV 65 inch giá thành xấp xỉ 20 triệu ngày mai em quay. Đấy, viền rất là mỏng. Đấy, phía trên là viền nhựa bóng và màn hình tràn viền. Con AU8000 này thì có thiết kế chân đế nhựa. Đấy, cũng là bằng chất liệu bằng nhựa và chống hai đầu. Nên là với những chiếc như TV 65 inch như vậy thì sẽ rất là kén bề mặt kệ, kệ phải phẳng, dài và đủ cái diện tích để có thể đặt được chân đế. Không thì các bác treo tường thì sẽ không có quá quan tâm. Đấy, với 65 inch thì treo tường thì cũng rất là đẹp. Đấy, khoảng cách từ cái vị trí ngồi từ 2,5m trở lên là các bác đã có thể mua được 65 inch rồi. 21.150.000. Thì con này có điều khiển thông minh, thiết kế mỏng, điều khiển tìm kiếm giọng nói có cả trợ lý ảo của Google. Dòng này dòng Crystal UHD chưa phải dòng QLED, nhưng mà độ phân giải, độ sáng ở trên Samsung thì rất là xuất sắc. Đấy, màu sắc, những khung hình thể hiện. Con này với con LG UB7720 thì đều có thể trình chiếu từ laptop, từ smartphone, màn hình lên TV rất là dễ dàng mà không phải cầm, không phải kết nối bằng dây. Hệ điều hành TizenOS của Samsung thì so sánh với cả ba cái thằng trước thì dùng là dễ nhất. Theo thời gian thì các bác dùng cũng không cần phải mất nhiều công để có thể nâng cấp hay là gỡ bỏ hay là reset lại TV. Lại dùng một thời gian dài, TV khá là ổn định. Đó là cái đánh giá riêng của em. Còn chất lượng hình ảnh trên Samsung thì nhìn màu sắc nó luôn tươi, sáng hơn so với các dòng TV khác. Hệ thống các ứng dụng giải trí, đầy đủ các ứng dụng để chơi game, đầy đủ các ứng dụng để học tập hay là phục vụ nhu cầu xem thể thao hoặc xem phim. Đấy, mặt hàng này thì xuất xứ tại Việt Nam, bảo hành 2 năm, có điều khiển tìm kiếm giọng nói rồi. Nên là tất cả các bác mà muốn mua thì các bác có thể so sánh tùy vào nhu cầu, tùy vào độ tuổi, xem là mình dùng hay ai dùng, độ tuổi già hay trẻ, muốn dùng dễ dàng hay là muốn khám phá tìm tòi công nghệ thì các bác có thể so sánh giữa TV Android với TV WebOS của LG hoặc TizenOS của Samsung. Đấy, thì đây là cái top 4 cái video, top 4 video mà em quay về những dòng TV 65 inch xấp xỉ 20 triệu các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác.